Dạ, bữa nay ha mấy đứa con ở nhà nè ông bà chú ơi. Mình sẽ trưa nay mình cả nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng. Bữa nay thứ sáu cô giáo gì đi họp hết trơn à, cho nên mấy đứa con được nghỉ. Cho nên mình sẽ đi ăn thôi. Đi ăn nhà hàng cho mấy đứa con ở nhà cho nó đi ăn. Xin chào bà chú. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Cho dắt đứa nói hả? Dắt đi đâu vậy? Ui, dắt là giỏi nhất à. Dắt đi đâu vậy? Bữa nay trời nắng nè cả nhà ơi. Bữa nay trưa nay gia đình mình sẽ đi ăn rồi xong rồi ha. Tranh thủ là chồng hóa là tranh thủ dữ lắm. Chiều là đi đánh phá nẹt nữa rồi. Đúng không bà? Dò. Dò. Ừ. Cho dắt nó trả lời vậy đúng không? Em dắt nói nhiều mà có. Em dắt nói nhiều mà có đâu ha. Đúng không? Đi học nha. Đi học hay ở nhà? Đi học. Kêu nó đi học nó nói không không, bữa nay nghỉ 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 học. Mai quay của chị Ben sắp sửa xong rồi nè. Tới mày đi khuyết mệt nên đít ok mà. Em bị sao tiêu? Maybe Nessa. Để truyền thật. Em nói. Hay là có bị miss mà? Nè, ô, kanske, kanske. Từ quanh năm nữa hả? Jag vet inte. Đi nè. Đi luôn có mình quanh năm nữa mà. Nè. Börjar väl i april. Đi định nó cắt bữa giờ cũng gần cái năm rồi đó. Mà cuối năm nay không biết có xong chưa. Chắc có thể năm tới quá. Kéo kéo mùa hồi nó kéo tới năm tới, mùa đông nhiều lúc nó làm gì không được, nó kéo tới năm tới. Cuối ủa bữa nay chưa cuối tuần, bữa nay mới thứ sáu thôi, mình tưởng nó cuối tuần. Trời đẹp thêm vài ba bữa nữa rồi bắt đầu mưa, tuần tới bắt đầu mưa mưa. Nó không có mưa tới hết cuối tuần này. Mình tới nè, nhưng mà ha, trời bữa nay ha nó chắc là nhà hàng nó đông đông khách lắm luôn á, không có chỗ đậu xe luôn á. Giờ ha, chờ người ta đi ra coi có bãi ha, mình đi vô đậu xe chứ giờ không có chỗ đậu xe. Trời ơi vơi cô vơi cô sắc ta sắc ta, trời ơi đầy đầy bãi hết luôn cả nhà. Cái chỗ này, chỗ nhà hàng Tây này nó bán cũng rẻ mà nó đồ ăn nó cũng ngon đó nha. Cái này bữa mình với bà Tám cái rồi ăn lần, chồng mình thì tới ăn hoài mà mấy đứa nhỏ chưa có tới ăn lần nào, cho nên á đây chờ hai ông bà này đi ra cái mình đi vô. Bữa nay đông đông xe nó đậu ở mé tầm lâm hết rồi, có chỗ đậu xe rồi, bây giờ mình đi vô thôi cả nhà. Cả nhà thấy bãi nó đầy hết trơn, nó đậu mé đường nè, dài dài á, đi tuốt đằng trong đó luôn, rồi mấy cái bãi này nó đầy hết trơn nè cả nhà. Chủ nhà hàng này sao nó đông dữ trời, nó nằm ở ngoài đây mà nó đông, người ta ăn quen á, ta tới ăn nhiều, mấy người công nhân á mà ta đi làm á, chồng hót cũng gì ở chỗ y cà, mấy người đi làm chung với chồng hót ấy hả, mấy người làm cho đó ưa chạy ra đây ăn á. Đó giờ mình đi vô thôi. Bữa nay đông lắm luôn đó cả nhà, khách rất là đông luôn. Mình trước khi món chính ra mình sẽ ăn ăn salad nè cả nhà. Biết bạch tinh hả? Nhiều khách chờ đâu quá chờ đầu luôn. Mình ở đây ha, bữa nay nó đông nghẹt nè, cho nên ha có cái là ha chưa có ra món chính thì mình sẽ đi đáy salad mà ăn đỡ trước nha cả nhà. Này kia nọ mấy đồ cổ hồi xưa. Yes, cô dở. Dở không? Em dắt ơi, em dắt ăn gì? Em dắt ăn bánh mì nè. Em dắt ngồi ngay chủ tọa.
có người chờ nãy giờ đâu lắm, chưa có đồ ăn luôn cả. Đây là nhà hàng, ở dưới đây là cái chuồng ngựa này cả nhà. Đó, chuồng ngựa để người ta chắc là ngay ngày nào á người ta đua ngựa, người ta biểu diễn hay cái nọ đó, nó có chỗ để người ta ngồi coi nữa nè cả nhà. Hàng rất là đông luôn. Trời, nãy giờ chưa có đồ ăn nữa nè. Ủa, đi lấy thêm miếng bánh mì cho em màu trắng á. Chị hai lấy miếng màu trắng. Trời, nãy giờ 20 phút, bây giờ món ăn mới ra nè. Ông bọn chú anh này bò với sút út nè. Ủa, chị hai là cái gì? Xixel. Ủa, heo hả? Dạ. Ba với em vô anh ăn thịt bò luôn hả? Với ba ăn thịt bò với heo. Ừ. Ôi, tự nhiên mình kêu món này không biết mình ăn nổi không trời. Gì mà béo dữ vậy nè. Vô, chị hai cắt cho em miếng thịt đi. Đưa cho em cắt miếng thịt đi con. Nè nè, mẹ cho con nĩa nè. Cho em nĩa. Ờ, bên này tí. Nè. Nè Nhắc ơi, mẹ cho nè. Mông nè. Con cắt cho nó miếng thịt. Rút mà. Rút rồi. No potato. Rút mà. No, em có potato. Rút papa. No. Ngon không vô này? Vô cái nó lâu. Bây giờ mình ăn cả nhà rồi, đông quá trời đông nhà mình nha. Ủa, hết tờ cà phê đó. Ủa, dạ, cái này cho mẹ cho. Ừ. Cái này bí nè. Cái này bí gỡ cả nhà. Lấy cái gắp thêm cho mẹ cho. Mời cả nhà ăn. Ủa, chồng hết cái bò đó nó mềm quá trời mềm luôn á, giống như bò nó giòn cục vậy á. Còn của mình là ha, giống như thịt bò này nó xâm khói vậy á, nó hơi mặn mặn á cả nhà, nhưng mà nó ngon. Cho em thử vậy. Chị hai ăn lẻ lên sần nữa rồi á. Người ta xong hết, chị hai chưa xong hết. Đây là xong này for the school à. Ba muốn đi về làm rồi đó. Không. Lên cho em rắc thử nha. Con cho em thử miếng thịt anh. Cho em uống không? Em ăn không? Rất no mọi chú ạ. Em ở nhà em ăn bánh lăng sữa chua không sữa, xong rồi nó để nó ăn hết hai cái bánh mì nó ngon. Các bạn tôi đi hút tiếp không hút. Em chắc ăn lùi giặt lùi chắc điện không à? Cả tiếng đồng hồ ba nóng ruột nóng gan. Rồi đi xuống nè lên. Trời ơi. Này nè ông bầu chú ơi. Tầng trên là tầng dưới là nuôi ngựa nè, cho nên bước vô cái quầy đi đẻ đó đi. Ủa, ăn xong rồi lấy bánh nè. Đi ngon hết xa kìa, hết xa. Đi xuống.
Rồi đi đẹp. Rồi đi về thôi. Đi ra đi ra. Đi thôi đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Đi đẻ lắm. Đi thôi. Để lên ba cho đi bộ về hết rồi kìa. Ba nóng ruột nóng ghen kìa. Đi đẻ. Đi đẻ chạy ba đây đó. Ba mày nói đi ăn kiểu này ha. Ăn bỏ 1 tiếng đồng hồ thôi. Ở nhà làm việc cho sướng. Đâu có biết mà nó đông tới vậy thôi không bà cô chú ơi, trời đông nghẹt luôn à. Tiệm gì đâu mà bắn hả, thấy ham luôn á. Bán cái mà mê. Đi về thôi. Đi về thôi. Từ 11 giờ rưỡi mà đi chứ bây giờ 12 giờ rưỡi luôn bà chú ơi. Quá trời quá đất rồi. Sau khi đi ăn xong, hai mẹ con đi chợ nè ông bà con chú ơi. Chị hai, anh Nhân, ba về nhà hết rồi, hai mẹ con đi chợ. Đi chợ mình thấy xoài ngon quá, chịu không nổi ông bà con chú ơi, cầm đồng không đậu nữa. Ở nhà bữa hay giờ ăn mấy chục trái, ăn vẫn còn nữa đó. Nhưng mà thấy ngon quá, trái cũng 10 đồng nữa nè cả nhà. Quất thêm 10 trái nữa. Mua hai trái dưa hấu, hai trái dưa gan. Dưa gan ở phía bên đây ha, nó ngọt dữ lắm luôn cả nhà ơi, nó ngọt như đường vậy đó. Bây giờ hai mẹ con tính tiền đi ra đi về nè ông bà chú ơi. Đi chợ miết à. Đó. Đi chợ hai mẹ con đi là đi mua trái cây thôi. Bây giờ tính tiền nè. Đi lên xe đi về còn chưa chịu về, chạy lên đây ngồi bíp bíp ngáy nữa. Bíp 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 bíp. À vui không? Vui không? Bíp 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 bíp. Ôi dồi bíp bíp giỏi dữ vậy hả? Bíp bíp hả? À, con chơi xíu nha. Mẹ với con nha, nhỏ này ha, cho con chơi xíu đi rồi xong rồi đi về nha. À, muốn đi về chưa? Đi về chưa mẹ ẵm đi về nha. Về nhau. Ô nhiều nha. Về nhau. Hả? Hả? Bây giờ bầu chú ơi, không chịu về nè. Không chịu về bây giờ ha, hai đứa con đứng ở đây chơi. Chơi xíu rồi xong rồi ha, em mới đi về. Hả? Đi về chưa? Đi về chưa nè? Đi về chưa? Mẹ chờ ha, mẹ ngồi đây mẹ chờ cho con chơi nha. Đây nè, ở ngoài ngoài đường nè, ông bảo chú ơi. Đó. Đi xuống hả? Gì vậy? Làm gì vậy? Đi về chưa? Đi về chưa nè? Mê chơi lắm, mẹ thấy xe hơi là mê lắm bảo chú ơi. Ôi trời, giỏi quá ta. Maxi lúc nào cũng đông hết trơn á nha. Đây là mấy cái thùng giống như post đó cả nhà. Có người ta đặt đồ thì có khi post nó gửi tới Maxi ở đây nè. Ở đây nè, cái xong mình có mã cái xong mình tới đây mình đấy. Còn có cái thì ngay chỗ trạm của ta. Còn có cái thì ngay cái chỗ chạm cây xăng. Người ta bỏ đồ vô nè cả nhà. Của ai người ta bỏ vô. Bỏ vô xong rồi ha, người ta sẽ cho mình cái khua. Mình nếu mà mình tới đây đấy á, mình sẽ có cái khua. Mình bấm là nó cái tủ nó tự động nó mở ra cả nhà. Rất là hay luôn. Hay luôn. Ở ngoài này cả nhà ơi, ở ngoài trời ha mát mẻ rất là vui luôn. Trời nóng rồi cái ha. Thấy sáng sủa. Vài bữa nó ra cả nhà ơi, vài bữa nó mưa nó lạnh xuống rồi. Còn mấy trái cam, mấy trái quýt á, để trái cây nhiều quá để ha, ăn không có kịp con bầu chú để ha. Bây giờ nó héo rồi, bây giờ ha, mình xay nước ha, cho em dắt nó uống. Đi chơi rồi. Cho bà con chú uống không? Con xay xong rồi cho bầu chú ăn không? Đi chơi không? Ôi, đứng xa xa coi, không có đứng nó gần gần của mình con chú nghe không? Đi chơi rồi. Dạ. Con dạ mà con chú đi. À. Con dạ. Wow. Đầy rồi nè, hồi mới đây đầy rồi nè, bà cô chú ơi. Còn nữa mà nó đầy rồi. Giờ mẹ đấy cái đi mẹ đổ ra. Nó đầy quá rồi. Nè mẹ đi lấy cái đồ mẹ đổ ra nha. Nè mẹ cho uống. Xay xong rồi nè bầu chú ơi, bây giờ cho em nhắc thưởng thức nha. Cho em nhắc mở bầu chú uống nha. Rồi có mở bầu chú em. Rồi mở bầu chú uống với con. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Quýt không? Quýt mà? Quýt không?
Mẹ mẹ chú uống cho con. Ăn miếng cơm. À uống cho con. Nè mẹ cho miếng nữa nè. Rồi, cho hút luôn nè. Rồi uống đi. Uống đi. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ok. Ngon, good không? Ừ. Ừ, good. Mẹ mẹ chú uống cho con. Nghe được. Ông mẹ có chú uống cho con nha. Nghe được. Ừ. Ừ. Đây mình xay gần được nửa chai nè, ông bà chú ơi, bỏ đổ vô chai nữa thôi, có gì cho mấy con nó gót nó uống không bà cô chú ơi. Được nửa chai. Được nửa chai mà cô chú ơi, dắt thưởng thức rồi, dắt uống mình đi trước đây. Này mẹ bỏ tủ lạnh nha, chút xíu con uống nha. Cho con uống từ từ nha. À. Mở mở chú uống cho con đi, ngon không? Ngon quá. Ngon không? Good good không? Good good good. 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 Good cái gì? Good good ngon quá hả? Thương mẹ không? Chào ông bà quý cô. Sau khi ăn no xong rồi, mình sẽ chạy. Mình sẽ đi 5 vòng bầu chú ơi. Mình lội xuống. Cái mình xong mình đội chứ lên thôi, không có đi đâu xa hết, xuống dốc lên dốc xuống dốc lên dốc 5 lần thôi là thở không ra hơi. Mình thấy thời tiết mát mẻ này cả nhà, do anh với ba thì đi chơi phá nẹt, còn chị hai với em dắt ở nhà. Mình lăn xong rồi mình đi. Đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Đi 5 vòng thôi, ông bà chú đuối luôn. Ông bà chú coi cái dốc nè. Dốc đi xuống. Đi xuống đi lên. Đi lên mới phê ông bà chú. Đi xuống không có phê mà đi lên phê. Mệt luôn á. Bây giờ mình đi về thôi cả nhà ơi. Giờ này bấy giờ. Cây một. Rất là đẹp luôn nè. Ừ, sừng sững luôn. Sừng sững giữa giữa nhà. Hiên ngang. Cái nhà thấy rất là yên bình luôn nè. Cái khu nhà mình ở rất là yên tĩnh. Wow. Mệt á. Mệt nha. Bây giờ mình đi về nhà cả nhà ơi. Tại cho nó ít cậu không có ồn. Ủa cái nhà cái táo này ngon lắm luôn á, nó giòn nó ngon lắm luôn. Hồi năm kia mình có hái ăn thử ngon lắm. Ủa nó nhóc hết trơn à, mà nó trái không có bự, nó đẹp đèo. Hồi sáng hả, nó trà mấy cái bậc thang này, trời mưa nó ưa đóng gông á, hồi sáng nó trà sạch sẽ nè. Nó đừng có mưa thì mình trà sạch sẽ, rồi nó mưa xuống nó ướt, nó chậm chậm mới về nè ông bảo chú ơi. đi chơi ha, bữa nay không có làm việc luôn đó em doanh ha, bữa nay ha ba đi đánh pha đẹp cũng đi theo nữa. Coi kìa kêu ba doanh, kêu ba với con đi cúp coi có cái đó không con. Ủa thì Lê Hi Sơn hả? Đây quay ha, hết ngày ông bộ chú ơi, video hết sẽ quay tới đây thôi. Cả nhà yêu thương gia đình nhỏ, cả nhà đăng ký đài xe cho gia đình nhỏ này nha. Cảm ơn bố chú rất nhiều. Hẹn bố chú vào clip sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.